Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, em sẽ quay ba cái con tụ mà thông thường để làm cho lo chung, bao gồm con 4,7, con 6,8 và con 10mm, thì nó sẽ cản chung như nào. Thì sau đây thì em sẽ quay cái con tụ và tí nữa em có thử nhạc luôn cho anh em mình cùng nghe và xem. Và ở cuối cái video thử nhạc xong, cá nhân Huấn Audio có đánh giá để cho anh em mình cùng theo dõi và có thêm một chút kiến thức nhỏ nhỏ về dòng tụ cản. Đầu tiên nhá, con nhỏ nhất là con đỏ anh em này, là con đỏ đang có sẵn ở đây, là con 4,7mm này. Như anh em đang nhìn thấy đây là 4,7mm. Có anh em gọi là UF anh em nhá, còn có anh em gọi là mi. Là 4,7 là con đỏ. Con vàng, có một con vàng là 6,8 đây. Và một con vàng nữa là con 10. Và em sẽ thử từ con đỏ trước nhá, để bật nhạc này, có tín hiệu nhạc này bật. Để em sẽ thử con đỏ trước này. Đã con 4,7 nha anh em nha. Tiếp đến là thử con 6,8 trước này. Là giữa này, và con đi con 10 em sẽ thử cuối cùng. Vừa rồi là con 6,8 và đến quả cuối là quả 10mm. Như vậy anh em mình vừa nghe xong ba con tụ chuyên đa phần để cản cho lo chung là 4,7, 6,8 và 10mm. Anh em nghe thấy thì càng cao mi càng lớn ấy thì nó càng nhiều chung nó ra. Và cái con tụ 10mm cuối cùng anh em vừa nghe đó, thì anh em thấy nó đã có ra cả một chút trống rồi. Nó không cản hết được âm bát đấy ạ. Nên nó đã nao trống ra một chút. Như vậy anh em mà muốn làm lo chung chuẩn nhất thì anh em lấy một là con 4,7
hoặc là con 6.8 anh em nhá, thì là hợp lý nhất. Còn đây em dùng cản tụ không, còn nếu anh em mà làm phân tần nói chung thì anh em xem lại cái bài của em thì có cả tụ cản cả trở nữa thì nó mới hay hơn được nữa. Đây em làm để em quay cái độ cản của con nói chung thôi, nên không làm cả cái phân tần đây thì nó rất là dài, rất là nhiều tập. Vậy anh em còn thắc mắc ở cái điểm nào đó thì anh em có thể một điện trực tiếp cho em qua số máy 0904612323, hoặc anh em có thể comment ở dưới video để em trả lời anh em sớm nhất có thể về những cách cản cho nó chung. Anh em cần là cản cho nó chung 10, 12, 14 hay bao nhiêu đó, anh em cứ hỏi em sẽ trả lời. Và em sẽ dừng đây, xin chân thành cảm ơn tất cả bà con mọi miền Tổ quốc đã theo dõi video của Huấn Audio, và xin chào mọi người.